Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là mình chia sẻ đến một món gỏi, đó là gỏi xoài khô bò. Món này thì ăn cũng rất là ngon nè, thơm lừng, lại rất dễ chế biến nữa. Nguyên liệu cũng không quá khó. Vậy bây giờ mình cùng vào bếp. Tất cả nguyên liệu là mình đã chuẩn bị sẵn, là hôm nay là mình có một trái xoài nè. Xoài này là xoài giòn, xoài tứ quý các bạn. Nó không quá chua nè, mình làm gỏi rất là ngon nè. Và đã có một ít lá quế. Lá quế thì nó sẽ giúp cho gỏi nó thơm. 2 muỗng nước mắm và một ít ớt xay, bò, hành phi và đậu phụng rang muối. Trước tiên thì mình sẽ mang xoài đem đi mình gọt vỏ nha. Xoài thì mình lựa những quả là nó xanh như thế này thì mình sẽ ăn nó giòn hơn. Khi mình gọt vỏ xong rồi thì mình sẽ rửa sạch qua để bớt phần mủ nha. Và mình sẽ lấy xào, mình sẽ bào sợi ra như vậy nè. Xoài này nó cũng hơi bự cho nên là mình bào ra nó cũng hơi cứng nè. Nhà mình thì mình có cái bào này thôi mình bào. Còn không á, các bạn mua cái loại mà bào tay á thì nó sẽ dễ hơn. Xoài mình bào ra rồi nè các bạn, nhìn rất là ngon nha. Xoài này là ăn cũng vừa chua chua ngọt ngọt á, mình nó giòn nè. Rồi bây giờ mình làm nước mắm nha, để mình trộn gỏi đó. Thì hai cái muỗng nước mắm này mình sẽ cho thêm 2 muỗng đường. Mình cho 1 muỗng nước cốt chanh vào. Sau nha. Đó mình sẽ khuấy tan ra nè. Đó, mình tan ra cái ớt xay nãy mình đã chuẩn bị sẵn nè. Ớt này mình giã sẵn rồi nè. Mình cho vào nè. Đó, rồi mình trộn lên ha cho nó tan đường nè. Nào muốn ăn tỏi thì mình cho thêm một ít tỏi băm nhuyễn vào để mình làm nước chấm nha. Rồi trước tiên thì mình sẽ cho cái phần hành phi vào nè. Cho hết vào luôn nè. Rồi mình cho khô bò vào nha. Rồi mình sẽ cho rau thơm lên luôn. Rồi mình sẽ cho lên khoảng 2 muỗng nước mắm nè. Một ít nước mắm còn lại đó thì mình sẽ để lát nữa mình có nhạt thì mình chấm thêm. Rồi mình sẽ trộn nè, mình lấy bao tay mình trộn cho nó thấm nha các bạn. Cái gỏi xoài này mình có thể ăn chung với lại là bánh phồng thì ngon á, nhưng mà hôm nay nhà mình không có bánh phồng nên mình ăn không nó cũng rất là ngon luôn các bạn. Xoài ăn chua chua ngọt ngọt này, mình thử một miếng nè. Xoài nó chua chua ngọt ngọt nha. Có cái khô bò, mà khô bò này loại cay á, mình ăn vô nó hòa quyện vô nó rất là ngon luôn. Rồi mình xong rồi mình sẽ cho ra cái đĩa nè. Thơm lắm luôn các bạn. Rồi mình sẽ cho một ít rau thơm lên cho nó đẹp mắt nè ha. Cái cách trình bày nó cũng rất là quan trọng mà các bạn, nó sẽ tạo nên cho mình là có cái việc là kích thích món ăn á. Rồi mình sẽ rải đậu phụng lên luôn nha. Đậu phụng ăn nó giòn giòn rất là thơm luôn. Như vậy là mình cũng làm xong món gỏi xoài khô bò nè các bạn. Món này là món ăn chơi rất là ngon luôn á các bạn ơi. Các bạn cũng thử làm nha. Như vậy video của mình đến đây cũng kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn yêu thích thì các bạn cho mình một like, một lượt bình luận và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.